Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Tôi tham gia cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát. Phẩm thứ 6, Như Lai Tán Thán Kinh Địa Tát Bổn Nguyện. Một, Phật phóng quang dặm bảo, lúc đó khắp thân của Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn xuyên khắp đến trăm nghìn muôn ước hằng hà xa cõi nước của chư Phật. Trong ánh sáng đó vang ra tiếng lớn bảo khắp các cõi nước của chư Phật rằng: tất cả hàng đại Bồ Tát và trời rồng quỷ thần vân vân, lắng nghe hôm nay ta khen ngợi giao bày những sự của ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong mười phương thế giới, hiện ra sức từ bi oai thần không thể nghĩ bàn để cứu giúp tất cả tội khổ chúng sanh. Sau khi ta diệt độ thời hàng Bồ Tát đại sĩ các ông cùng với trời rồng quỷ thần vân vân, nên dùng nhiều phương thức để giữ gìn kinh này, làm cho tất cả mọi loài chúng sanh được khỏi tất cả sự khổ mà chứng cảnh vui niết bàn. 2. Phổ Quảng thưa thỉnh. Nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quảng, cung kính chắp tay mà bày cúng Đức Phật rằng: nay con nghe Đức Thế Tôn nhẹ khen ngài Địa Tạng Bồ Tát có đức oai thần rộng lớn không thể nghĩ bàn như thế, trong mong Đức Như Lai lại vì những chúng sinh trong thể mà pháp sau này mà tuyên nói các sự nhân quả của ngài Địa Tạng Bồ Tát, làm lợi ích cho hàng trời người, làm cho hàng trời rồng bao bộ và chúng sinh trong đời sau kính vâng lời của Đức Phật. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo ngài Phổ Quảng Bồ Tát cùng chăm cứu chúng rằng: lắng nghe, lắng nghe, ta sẽ vì các ông nói lược về những sự phước đức của ngài Địa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho người cùng trời. Ngài Phổ Quảng bạch Phật rằng: vâng bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin ham muốn nghe. 3. Phật dạy sự lợi ích. Đức Phật bảo ngài Phổ Quảng Bồ Tát: trong đời sau như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào nghe danh hiệu của Địa Tạng Đại Bồ Tát, hoặc là chắp tay, hoặc là ngợi khen, hoặc là đảnh lễ, hoặc là luyến mộ, người đó sẽ qua tội khổ trong 30 kiếp. Này Phổ Quảng, như có kẻ thiện nam hay người thiện nữ nào, hoặc là vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, người đó sẽ được sanh lên cõi trời bao lợi 100 lần, không còn phải bị sa đọa và ác đạo nữa. Bây giờ người kia phước trời đã hết và sanh xuống nhân gian, mà vẫn làm vị công vương không thể mất sự lợi lớn. 4. Hỏi nữ thân. Nên có người nữ nào làm trái thân cái hết lòng cúng dường tượng vẽ của Địa Tạng Bồ Tát và nhận tượng cất bằng đất đá, keo sơn, đồng sắt vân vân, ngày ngày thường đem hoa hương, đồ ăn, đồ uống, y phục, bấm lụa tràng phan, tiền bạc vật báu vân vân cúng dường như thế mãi không thôi, người thiện nữ đó sau khi mãn một thân giá hiện tại hồi đến trăm nghìn muôn kiếp hoặc không sinh vào nước có người nữ, hơn nữa là thọ thân gái, trừ khi vì lòng từ cần phải thọ thân gái để độ chúng sanh. Nơi nơi phước cúng dường Địa Tạng Bồ Tát và sức công đức đó, trong trăm nghìn muôn kiếp chẳng còn thọ thân người nữ lại nữa. 5. Thân xinh đẹp. Lại nữa này Phổ Quảng Bồ Tát, nếu có người nữ nào chán thân xấu xí và nhiều bệnh tật, đến nơi xuất tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát trí tâm chiêm ngưỡng đảnh lễ chẳng trong cuộc một bữa ăn, người nữ đó trong nghìn vạn kiếp thọ được thân hình tướng mạo xinh đẹp không có bệnh tật, hời nữ xấu xí đó nếu không nhàm thân gái, hời trăm nghìn muôn ước đời thành là con gái nhà vua, cho đến làm vương phi, dòng dõi nhà quan lớn thì con gái các vị đại trưởng giả tướng mạo đoan trang xinh đẹp. Do vì có lòng trí thành chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà đạo phước như thế. 6. Quỷ thần hộ vệ. Lại nữa này Phổ Quảng, nếu có người thiện nam người thiện nữ nào có thể đối xuất tượng của Địa Tạng Bồ Tát và giữa các thứ kỹ nhạc ngâm ca khen ngợi, dùng hương hoa cúng dường và nền huyền hóa được một người hay nhiều người, những hạ người đó ở trong đời hiện tại cùng thuở vị lai sau còn được trong nguyện vị quỷ thần ngày đêm theo hộ vệ và không cho những việc hung dữ đến tai người đó, vốn là để cho người đó phải chịu các tai vạ bất ngờ. 7. Khinh chê mắc tội. Lại nữa này Phổ Quảng Bồ Tát, trong đời sau như có người ác và ác thần ác quỷ nào thấy kẻ thiện nam người thiện nữ quy y cung kính cúng dường ngợi khen chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà vọng sanh khinh chê là không có công đức, cũng không có sự lợi ích, hoặc nha răng ra cười, hoặc chê soi lưng, hay chê trước mặt, hoặc khuyên bảo người khác cùng chê, hay khuyên bảo một người cùng chê, hay nhiều người cùng chê, cho đến sanh lòng chê 300 chủng mười niệm. Hỡi những kẻ như thế đến sau khi 1000 đức Phật trong hình kiếp nhập diệt cả vì tự báo khinh chê nên còn ở trong địa ngục A Tỳ chịu khổ rất nặng, và khỏi hình kiếp này mới được thọ thân ngã quỷ, rồi mãn 1000 kiếp sau mới thọ thân giúp sanh, lại phải trải qua 1000 kiếp nữa mới đặng sanh làm người, rồi được làm người nhân vào hạ bần cùng hèn hạ tật nguyền thiếu sức, hay bị những nghiệp ác ràng buộc vào thân, không bao lâu phải sa đọa vào ác đạo nữa. Này Phổ Quảng, khinh chê người khác cũng dường có mắc phải tội báo số khổ như thế, hồi nữa tự sinh ác kiến mà khinh chê phá diệt.
8. Tiêu diệt tội chướng. Lại nữa này Phổ Quảng Bồ Tát, trong đời sau khi có người nam người nữ nào đang nằm liệt mãi trên giường gối, cầu sống hay muốn chết cũng đều không được, hoặc đêm nằm trên ba thế quỷ dữ cho đến kẻ thân thích trong nhà, hoặc thấy đi trên đường nguy hiểm hoặc bị bóng đè, hoặc với quỷ thần cùng đi, trải qua nhiều tháng nhiều năm nên nỗi thành bệnh lao bệnh bại, trong giấc ngủ kéo dài kêu giáo khê thảm sầu khổ, thay đổi nơi nghiệp đạo luận đối chơi quyết định là khinh hay trọng, nên hoặc là khó chết hoặc là khó lành. Nên phẩm tục của kẻ nam người nữ không thể biện rõ việc đó, chỉ phải nên đối chất tụng tiểu chư Phật Bồ Tát to tướng mà tập tụng kinh này một biến, hoặc để nhận món vật riêng của người bệnh thường ưa tiếc như phục độ quý báu nhà cửa ruộng vườn vân vân, đối chất người bệnh cất tiếng lớn mà sướng lên rằng chúng tôi tên đó họ đó, ngay vì người bệnh này đối chất kinh tượng đem những của vật này, hoặc cúng dường kinh tượng hoặc tạo hình tượng của Phật Bồ Tát, hoặc xây dựng chùa tháp, hoặc sắm đèn dầu thắp cúng hoặc cúng vào của thường trụ, sướng lên như vậy 3 lần để cho thần để cho người bệnh được hay biết. Giả sử như thần tức người bệnh đã phân tán hơi thở đã dứt, hồi hợp 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày cho đến 7 ngày, rồi lên tiếng sướng bạch như trên và lên tiếng tụng kinh này. Do khi người bệnh đó mạng chung thời giờ cho thực chất có tội vạ nặng nên năm tội vô gián cũng được thoát khỏi hẳn, họ sẽ nói cũng thường nhớ biết được đời trước. Hồi nữa là người thiện nam người thiện nữ nào tự mình biên chép kinh này, họ bảo người biên chép, họ tự mình đắp vẽ hình tượng của Bồ Tát cho đến bảo người khác vẽ đắp, người đó khi thọ quả báo chắc đạo nhiều lợi lớn này Phổ Quảng Bồ Tát. Vì thế nên ông thấy có người là động tụng kinh này cho đến chỉ trong một niệm khen ngợi kinh này, họ có lòng cung kính đối với kinh, thêm dùng 100.000 phương trước huyền hóa người đó và lòng xem lo chớ đừng thối thất, họ có thể được 100.000 mượn ước công đức không thể nghĩ bàn đời hiện tại và vị lai. 9. Sơ độ vong linh. Lại nữa này Phổ Quảng Bồ Tát, như những chúng sanh đời sau hoặc trong giấc ngủ hoặc trong trên ba thế các hạng quỷ thần nhận đến các hình lạ trời hoặc buồn bã hoặc khóc lóc hoặc dầu dĩ hoặc than thở hoặc hãi hùng hoặc sợ sệt, đó đều là vì hoặc cha mẹ con em hoặc chồng vợ kiếm thổ trong 1 đời 10 đời hay 100 đời 1000 đời về thủ cờ hứa bị đoạn lạc và ác đạo chưa được ra khỏi, không biết trong mong một công lực nơi nào được tiêu bớt nỗi khổ não, nên mới về mách bảo với người có tình cốt nhục trong đời trước cầu mong là phương tiện gì để hầu được thoát khỏi ác đạo này Phổ Quảng. Ông nên dùng sức oa thần khiến hàng quyến thuộc đó đối trước hình tượng của chư Phật chư Bồ Tát, trí tâm tự đọc kinh này hoặc thỉnh hát là đủ số 3 biến hoặc đến 7 biến, nên vậy kẻ quyến thuộc đôi mắt trong ác đạo kia khi tiếng tụng kinh đủ số 10 biến đó xong sẽ đạt giải thoát, và đến trong khi mơ ngủ không thể hiện về nữa. 10. Khỏi nô lệ. Lại nữa này Phổ Quảng, như đời sau này có những hạng người hạ tiện, họ tớ trai họ tớ gái, nên những kẻ không được quyền tự do, sợ biết là do tội nghiệp đời trước hay là sám hối đó, bởi nên trí tâm chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi trong về ngày niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát đủ mục môn biến, những người trên đó sau khi mãn báo thân hạ tiện ở hiện đời 100.000 muôn đời và sau toàn sanh vượt bậc tôn quý, sợ không bao giờ sa đọa vào 3 đường ác khổ nữa. 11. Sinh con dễ nuôi. Lại về nữa này Phổ Quảng Bồ Tát, về chỗ trong thổ sau này nên gõ riêng phù đề theo hòa sát dẫn lợi bà la môn trưởng giả cư sĩ tất cả các hạng người và những dân tộc dòng họ khác, nên có người nào mới sinh đẻ hoặc con trai hoặc con gái đợi trong 7 ngày chấm vì đứa trẻ mới sinh ra đó mà tụng niệm kinh để không thể nghĩ bàn này, tại vì đứa trẻ mà niệm danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ một môn biến, để vậy thời đứa trẻ hoặc trai hay là gái mới sinh ra đó nếu được chấp là gây ra tội vạ chi cũng đã thoát khỏi cả, nó sẽ ăn ổn vui vẻ dễ nuôi lại thêm thời sống lâu, còn như nó là đến nơi phước lực mà thọ sanh, thời nó an vui hơn chúng sống lâu hơn. Ngày 12, ngày tập trai tụng kinh được phước. Lại về nữa này Phổ Quảng, trong một tháng những ngày mùng 1, mùng 8, 14, rằm 18, 23, 24, 29, 30 và 30, 10 ngày trên đây là ngày mà các nghiệp tội kết nhóm lại là định là nặng hay nhẹ. Tất cả những kiểu chỉ động niệm của chúng sinh trong cả năm riêng phù đề, không có điều gì chẳng phải là tội lỗi. Hồi nữa là những kẻ buôn lung giết hại trộm cắp và dâm vọng ngữ 100 điều tội lỗi. Về đời sau, chúng sinh nào trong 10 ngày trai kể trên đây mà có thể đối chức hình tượng của chư Phật Bồ Tát, hiền thánh để đọc tụng kinh này một biến, ở chung quanh chỗ người đó ở 4 hướng đông tây nam bắc, trong khoảng 100 giao tuần không có xảy ra những việc tai nạn, còn chính nhà của người đó ở, tất cả mọi người hoặc già hoặc trẻ về hiện tại và vị lai, đến 100.000 năm sau khỏi hẳn các ác đạo. Trong 10 ngày trai trên đây này có thể mỗi ngày tụng một biến kinh này, ở trong đời hiện
tại hay làm cho người trong nhà không phải bệnh tật bất ngờ rồi ăn mặc dơ dật. Này Phổ Quảng, vì thế nên biết rằng Ngài Địa Tạng Bồ Tát và bất khả thuyết muôn trăm nghìn muôn ức những sự oai thần lực lớn nhờ lợi ích cho chúng sanh như thế. Chúng sanh trong dương phù đề này có nhân duyên lớn với Ngài Địa Tạng Đại Sĩ, nên chúng sanh đó hợp được ngay danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc được thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, và được nghe chừng ba chữ hay năm chữ trong kinh này, và một bài kệ hay một câu, và những người đó hưởng sự an vui lạ thường trong đời hiện tại, trong nghìn muôn đời về vị lai thần được phát sanh vào nhà tương quý thân hình xinh đẹp. 13. Danh hiệu của kinh. Khi nghe Đức Phật Như Lai tuyên bày nghệ khen Ngài Địa Tạng Đại Sĩ xong, Ngài Phổ Quảng Bồ Tát liền quỳ xuống chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, từ lâu con dõi biết vị đại sĩ này có thần lực cùng đại nguyện lực không thể nghĩa bàn như thế rồi. Hôm nay vì muốn nguyện chúng sanh trong đời sau này dõi biết các sự lợi ích đó, nên con mới bạch hỏi cùng Đức Như Lai, nên con xin cung kính tinh thần lời Phật dạy. Bạch Đức Thế Tôn, cái này là tên là gì và định cho con lưu bố thế nào? Tiếp tục bảo Ngài Phổ Quảng, cái này có ba danh hiệu, một là Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh, cũng gọi là Địa Tạng Bổn Hạnh Kinh, đây là tên thứ hai, cũng gọi là Địa Tạng Bổn Thệ Lực Kinh, đây là tên thứ ba. Do vì Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kiếp lâu xa đến nay phát nguyện rộng lớn, làm lợi ích cho chúng sanh, cho nên các phải đúng theo tâm nguyện mà lưu hành truyền bá kinh này. Nghe Đức Phật dạy xong, Ngài Phổ Quảng Bồ Tát tin chịu, chắp tay cung kính lễ Phật mà lui ra. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Hết phẩm 6. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Ha ha ha. Bổn sanh mô đi so ha.